Đây, chào cả nhà. Hôm qua thì em mới dắt cái bả sen. Đây, thì là tại vì đợt trước cũng có dùng một cái loại rồi, loại xịt rồi, nhưng mà không thấy sen nó chết. Hôm qua em mua một cái loại bả khác em rắc thì thấy nó chết này. Thì là tiện hôm nay em quay luôn. Đây con sen rất nhỏ. Cái này chỉ tối mình mới nhìn, mình soi thì nó bò lên này. Bây giờ nó chết đây, nó nằm. Chứ những con sen này mà mình đi bắt thủ công thì có thể là phải nói là không thể bắt hết được. Đây. Sáng dậy là nó chết, nó nằm trên mặt chậu luôn. Mà cái chậu này thì ít. Như đây. Đấy, nó nằm rải rác ở trên mặt chậu. Thế này là được rồi, thế này là có kết quả rồi. Các chậu là hầu như là đều có hết. Ít nhiều là đều có sen hết. Đây. Này con sen rất nhỏ. Đấy. Những cái con sen này mà khi mà bây giờ nó chuẩn bị vào cái mùa nảy mầm gốc rồi á, mà những cái con sen này nó bò lên là nó có thể nó rất dễ làm chai cái mầm luôn, chưa nói đến cái chuyện là nó cắn mầm cắn lá nữa. Đây, con này to này, con này mồm vẫn đang ngậm thuốc này, chết luôn. Tháng ra kiểm tra thế này là vui rồi. Cái giá hàng này thì là em mới cắt để em nhân ki. Bọn này thì không thấy xuất hiện. Đây. Chỗ đèn xuân này rất nhiều. Này mình nhìn thấy đây. Đấy, 2-3 con luôn. Rất nhiều. Mỗi góc 2-3 con. Đây cũng vậy. Đấy. Rồi, nói tóm lại là được. 35.000 gói. Đây em đưa anh chị xem luôn. Anh chị nào xem thì là ra ngoài tiệm thuốc bảo vệ thực vật ở gần chỗ mình ấy, mà nó có mẫu thì là mua luôn. Thuốc thì nó có nhiều nhưng mà em cũng sử dụng nhiều nhưng mà loại được loại không. Đây loại này Zeloka 12 GB. Chỗ em họ bán là 35.000. Đấy, còn chỗ anh chị thì anh chị ta hỏi xem. Loại này thuốc này cực độc. Mình khi mình dùng là mình đeo bao tay vào. Đeo bao tay và khẩu trang vào là được. Đây, ngoài này. Hôm qua còn có chậu. Đây, nó cũng bị chết đây. Để tối ngày hôm nay em theo dõi tiếp xem là cái con sen nó có bò lên không. Tức là nó có thể nó chết nhưng mà nó không chết hết, hoặc là nó chết nhưng mà nó chưa chết ngay, hôm sáng hôm nay là nó mới chết. Nó chui, nó có thể một vài nó vẫn chui được xuống dưới nhưng mà nó chết ở gì đó. Thì để tối hôm nay xem nó có bò lên nữa không. Nhưng mà chậm. Hôm qua em mới rắc thử một ít thôi để xem hôm nay xem hiệu quả nó ngày làm sao, thì em mới rắc hết cả vườn. Nhưng mà thế này là được rồi. Rồi chào các bạn.